Sáng ngày 14 tháng 7 tại thành phố Long Xuyên, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang tổ chức hội thảo thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị lúa gạo bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày kinh nghiệm trong xây dựng chuỗi liên kết lúa gạo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, những kết quả, thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai liên kết chuỗi giá trị lúa gạo tỉnh An Giang, đồng thời được thông tin về những kinh nghiệm phát triển liên kết chuỗi giá trị lúa gạo, giảm phát thải, xây dựng nền tảng số, phục vụ phát triển hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, các bộ quản lý, các chuyên gia đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những định hướng giải pháp trong phát triển liên kết chuỗi giá trị lúa gạo trong thời gian tới. Hội thảo góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.